Tiếp tục với các thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau dấu ấn trình diễn ấn tượng tại cây cầu vàng, vị trí Phú Thọ trong dịp giỗ tổ Hùng Vương, mới đây chiếc áo dài non sông gắm vóc đã chính thức được xác nhận là kỷ lục Việt Nam. Cụ thể, chiếc áo dài này được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận kỷ lục là chiếc áo dài đến kết thủ công giới thiệu quảng bá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam có kích thước dài nhất. Với chiều dài chính thức được ghi nhận là 220,6m và nặng gần 250kg, chiếc áo dài sử dụng 410m vải được vẽ thiêu tay, đính kết thủ công với hàng triệu hạt pha lê, miêu tả nhiều vẻ đẹp danh thắng của đất nước. Chia sẻ sau khi chính thức được xác lập kỷ lục, nhà thiết kế Phương Hồ, chủ nhân chiếc áo dài cho biết, áo dài non sông gắm vóc sẽ được trình diễn trong một chương trình thiện nguyện gây quỹ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6, nhằm tiếp tục truyền tải đi nhiều thông điệp tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, nhà thiết kế này cũng hé lộ chị cùng ekip đang tiếp tục thực hiện một kỷ lục áo dài mới với thổ cẩm kết nối với tỉnh Hòa Tây Bắc.